Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một video mới nói về phụ kiện đầu tiên mà tất cả các bạn mới chơi máy ảnh ở Việt Nam cần phải có. Đầu tiên là cái chân máy, xin lỗi, không phải là cái chân máy. Cái chân nhện thực sự cũng không phải luôn, nó cũng khác gì cái chân máy đâu. Cái túi máy ảnh thì thực sự cái túi máy ảnh này thì các bạn mới mua máy ảnh thường sẽ được tặng. Về pin sơ cua thì các bạn ít chơi cũng không cần thiết pin sơ cua. Bộ vệ sinh máy ảnh tương đối cần thiết, nhưng cũng không phải là cái mà mình đang nói tới. Cái mà mình nói tới ở đây đó là một cái thiết bị chống ẩm cho máy ảnh. Cái thiết bị này sẽ giúp cho máy ảnh của các bạn chống ẩm với điều kiện thời tiết ẩm ướt ở Việt Nam. Vì sao phải chống ẩm cho máy ảnh? Đầu tiên phải đặt vấn đề cho các bạn một chút rằng là Việt Nam là một đất nước nhiệt đới với độ ẩm không khí rất cao, trung bình hàng năm là trên 80%. Đặc biệt là ngoài miền Bắc, cứ mỗi đợt qua Tết nó có một cái trời nồm, độ ẩm gần như là 100%. Độ ẩm cao như vậy là môi trường ngon lành của nấm mốc sinh sôi nảy nở. Quần áo mốc chúng ta cũng không mặc thì máy ảnh cũng vậy, đừng để nó mốc các bạn nhé. Bên trong máy ảnh và ống kính có rất là nhiều thành phần làm bằng thủy tinh, cực kỳ kỵ nấm mốc do độ ẩm cao. Nó sẽ làm mốc ống kính và gây ra hiện tượng dễ che hoặc là mù ống kính. Nhẹ thì bằng một cái chấm bằng đầu tăm, nặng thì bằng cả một cái đầu ngón tay cơ. Cách khắc phục nấm mốc là các bạn phải mang máy ảnh ra quán để thợ bung máy, vệ sinh, lau chùi tận bên trong. Việc mở máy là điều không ai mong muốn. Các cửa hàng sửa chữa máy ảnh thì lại tập trung ở toàn những cái thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Ví dụ trong trường hợp các bạn ở Điện Biên chẳng hạn, chúng ta mang máy ảnh xuống để lau, vệ sinh cũng rất là mất thời gian đi lại. Ông bà ta thì có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thay vì chờ nó mốc để đi vệ sinh thì trong quá trình sử dụng các bạn nên đầu tư một thiết bị chống ẩm cho máy ảnh. Vậy thiết bị chống ẩm có đắt hay không? Câu trả lời là không đắt các bạn ạ. Nó chỉ chiếm một tờ xanh xanh này thôi. Nó khoảng từ 3-5% giá trị của máy ảnh là đã ok rồi các bạn ạ. Thiết bị chống ẩm cơ bản bao gồm là một hộp chống ẩm có răng cao su và một cái hạt hút ẩm, khóe hạt hút ẩm. Và ẩm kế, có thể là ẩm kế cơ hoặc là ẩm kế điện tử đều được. Mình khuyên các bạn là nên chọn hộp chống ẩm có chất lượng một chút. Các bạn có thể test bằng cách đổ nước vào trong hộp. Nếu nước không chảy qua các mép gioăng cao su là hộp tốt. Tránh vì sự chênh lệch vài chục ngàn đồng mà các bạn mua những cái hộp có chất lượng kém, không có gioăng cao su hoặc cái gioăng cao su nó không được tốt. Về ẩm kế thì các bạn có thể sử dụng bằng ẩm kế cơ hoặc ẩm kế điện tử đều được, không vấn đề gì. Hạt hút ẩm thì có nhiều loại, mình khuyên các bạn nên sử dụng cái loại hạt màu cam này vì nó có chất lượng tốt nhất. Đấy, khi mà hút no ẩm ấy, thì nó sẽ chuyển sang một cái màu xanh sẫm như cái hộp như này. Thì mình có thể tái chế lại để chuyển thành màu cam bằng cách là rang lại. Thì mình có một cái video rang lại rồi, các bạn có thể theo dõi lại nhé. Các bạn không nên tận dụng mấy cái gói hút ẩm ở trong cái gói bánh kẹo thực phẩm vì mấy cái đó rất là mất vệ sinh, cũng như là cái giá trị sử dụng của nó đã bị hết. Và cái hạt hút ẩm ấy thì nó cũng không hề đắt, chỉ vài chục ca là thoải mái rồi các bạn ạ. Nếu các bạn cảm thấy cách tái chế hạt hút ẩm thủ công quá rườm rà hoặc đơn giản, các bạn không muốn vào bếp, thì cái máy hút ẩm dạng cắm điện sẽ là sản phẩm hữu ích cho các bạn. Nhưng giá của chúng thì thường đắt hơn một chút. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Khi mà ẩm kế báo độ ẩm trong hộp trên 60% thì các bạn mang cái máy hút này đi cắm vào điện tầm 30-40 phút rồi đặt lại trong hộp. Ở đây sẽ có một câu hỏi là nếu độ ẩm dưới 30% thì làm sao? Độ ẩm dưới 30% sẽ làm cho cái lớp keo dán giữa da và cái body máy ảnh sẽ bị bong ra. Muốn cho độ ẩm tăng lên thì đơn giản các bạn là xoáy cái nút ở đây hoặc là mở cái nắp hộp ra là được. Vậy sau bao lâu thì phải tái chế hạt hút ẩm? Cái này không có công thức cụ thể, tại vì nếu các bạn sử dụng thường xuyên máy ảnh thì mỗi lần mở hộp thì độ ẩm không khí nó sẽ tăng dần lên. Khi mà độ ẩm trên 60%, các bạn mang đi sạc lại là được. Giá trị của hộp chống ẩm thì phụ thuộc các bạn sử dụng cái hộp dung tích to hay nhỏ, hoặc là hạt hút hay là máy hút. Ví dụ hộp nhỏ thì các bạn dùng microled, hộp trung trung như này thì các bạn dùng DSLR. Nếu mà các bạn có nhiều ống kính thì có thể sử dụng cái hộp lớn 12 lít Odemai này. Xong khi các bạn nghe từ nãy đến giờ vẫn không hiểu cái gì thì có hai cách. Một là các bạn tua lại, nghe lại từ đầu. Hai là các bạn dẹp hết mấy cái hộp chống ẩm này đi. Chúng ta sẽ mua một cái thiết bị, đó là cái tủ chống ẩm.
cái tủ chống ẩm này thì nó đắt hơn một chút, nhưng tuy nhiên thì nó sử dụng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần cắm điện và cứ mặc xác nó. Tủ chống ẩm thì thường khá lớn và cồng kềnh. Nó cũng có một cái ẩm kế, và bên trong là nó có một cái gioăng cao su, cũng tương tự như cái hộp chống ẩm. Và nó có một cái máy hút ẩm cắm điện trực tiếp, và có một cái núm chỉnh công suất. Các bạn có thể chủ động được điều chỉnh độ ẩm theo ý muốn. Nếu bạn là người dùng cá nhân có một hoặc hai máy và vài ống kính thì tủ hút ẩm Wonderpool 26 lít sẽ là một sản phẩm phù hợp với các bạn. Tủ chống ẩm cắm điện thì thường đắt hơn hộp chống ẩm rất là nhiều. Ví dụ như một combo chống ẩm thường có giá là 200 đến 400 nghìn đồng thì tủ chống ẩm thường là có giá trên 1 triệu đồng. Tổng kết lại thì chúng ta có những cái lưu ý như sau. Nếu các bạn là một cá nhân chỉ sử dụng máy ảnh cơ bản ở mức cho gia đình, hệ thống ống kính thì không có nhiều, thỉnh thoảng chụp chơi chơi, thì các bạn nên sử dụng hộp chống ẩm thì nó vừa tiết kiệm cũng như là hiệu quả cũng tương đối cao. Nếu các bạn là một cá nhân đam mê chụp hình và có nhiều máy, hoặc là làm dịch vụ về ảnh, hoặc đơn giản là người có tiền, thì các bạn hãy mạnh dạn đầu tư cho mình một cái tủ chống ẩm để bảo vệ máy ảnh tốt nhất cho mình. Tại Denmark 98 thì có tất cả các phụ kiện chống ẩm mà các bạn cần. Đối với các bạn ở xa thì shop sẽ có hỗ trợ ship COD cho các bạn. Chỉ cần các bạn đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra, ok và thanh toán. Chúc các bạn bảo vệ tốt máy ảnh của mình và cho ra những bức ảnh rất là đẹp.